Vệ Quốc Quân xin kính chào quý vị và các bạn. Vào mùa hè năm 1972, quân đội nhân dân Việt Nam đã được chỉ đạo đào tạo 12 phi công MiG-21 cho nhiệm vụ đặc biệt là tấn công và bắn rơi máy bay ném bom B-52. Với 2 trên 3 trong số đó được huấn luyện đặc biệt về tấn công ban đêm. Có thể nói, đây là một quyết định mạo hiểm và vô cùng táo bạo từ phía Việt Nam, vì đối thủ chính của MiG-21 ở Việt Nam là F-4 Phantom của Mỹ, một dòng máy bay tiêm kích ném bom đa năng tầm xa được nghiên cứu chế tạo năm 1958, chứ không phải siêu pháo đài bay B-52. Mà thậm chí, theo mục đích thiết kế, đối thủ của F-4 còn phải là loại MiG-23 tiên tiến hơn, chứ không phải MiG-21. Tuy nhiên Liên Xô không viện trợ loại máy bay này cho Việt Nam. Do đó, cùng MiG-21 để tấn công B-52 quả là một điều không tưởng. MiG-21 là mẫu máy bay nối tiếp trong chuỗi những máy bay tiêm kích phản lực của Liên Xô. Bắt đầu từ máy bay MiG-15, MiG-17 và MiG-19 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1959. Nhưng phải tới cuối năm 1965, đầu năm 1966, Không quân Nhân dân Việt Nam mới bắt đầu nhận được những biến thể MiG-21F-13, MiG-21PF để thay thế phi đội MiG-17 già cỗi. Trong hơn 50 năm hoạt động, Không quân Nhân dân Việt Nam đã tiếp thu và sử dụng 6 phiên bản MiG-21 khác nhau. Đó là các phiên bản MiG-21F-13, PF, FL, PFM, MFL, BIS, với số lượng ước tính khoảng hơn 500 chiếc. Nhưng vào thời điểm trước chiến dịch Linebacker 2, Không quân Nhân dân Việt Nam chỉ có 71 máy bay các loại sẵn sàng hoạt động, trong đó chỉ có 31 chiếc tiêm kích MiG-21 do một số đã bị tổn thất trong những chiến dịch trước đó. Trong khi đối đầu với con số trên là gần 1/3 số máy bay chiến thuật của toàn nước Mỹ, tương đương 1.077 trên tổng số 3.041 chiếc, xuất kích 3.920 lần. Khoảng năm 1971, Không quân Việt Nam tiếp nhận thêm phiên bản MiG-21MF. Nó có động cơ mạnh hơn các biến thể trước đó, pháo 23mm gắn trong thân máy bay và radar RP-22. MiG-21MF đã có thể mang tới 4 quả tên lửa không đối không thay vì 2 quả như các phiên bản đầu. Trong đó có tên lửa mang đầu tự dẫn giúp tăng khả năng tác chiến trong điều kiện tầm nhìn hạn chế hoặc khi tác chiến vào ban đêm. Dù vậy thì quân đội nhân dân Việt Nam vẫn không thể trông chờ vào ưu thế vũ khí để chống lại Mỹ, bởi phía Việt Nam yếu thế hơn hẳn cả về công nghệ lẫn số lượng. Để tìm cách chống trả bằng những gì hiện có trong tay, quân đội nhân dân Việt Nam phải tìm ra những chiến thuật mới để khắc chế ưu thế về vũ khí của Mỹ. Theo phi công Phạm Tuân, người bắn rơi B-52 vào đêm thứ 10 của chiến dịch 12 ngày đêm, thì trước khi huy động toàn bộ B-52 ở Thái Bình Dương tới đánh phá Bắc Việt, Mỹ đã nghiên cứu rất kỹ lực lượng, phương tiện của Bắc Việt. Mỹ nắm rất rõ chúng ta có những loại tên lửa, pháo, máy bay nào và thuộc nằm lòng từng vị trí sân bay. Do đó, Mỹ rất tự tin mang B-52 ra ném bom, đánh phá Hà Nội và các tỉnh khác vào cuối năm 1972. Trong suốt chiến dịch, Mỹ còn cẩn thận đến mức chỉ huy động B-52 tấn công vào ban đêm, để hạn chế không quân tiêm kích quan sát thấy máy bay B-52 bằng mắt. Mỹ cho rằng mối nguy chính của B-52 là các loại máy bay tiêm kích MiG-21 của Bắc Việt Nam, nên ngay từ ngày đầu chiến dịch, họ đã tập trung đánh phá rất mạnh các sân bay, trấn áp các loại radar dẫn đường và radar của máy bay tiêm kích. Điều đó cũng phần nào cho thấy Mỹ rất sợ các lực lượng không chiến của Việt Nam. Nhưng chính điều này đã gây khó khăn cho các phi công lái tiêm kích MiG-21 khi đối đầu với B-52. B-52 vốn đã là một mục tiêu ngoài tầm với. Nó là một siêu pháo đài bay, một trong 3 vũ khí chiến lược của Mỹ lúc bấy giờ, gồm B-52, tàu ngầm nguyên tử và tên lửa hạt nhân. Đó là vũ khí chiến lược, do đó nó được thiết kế để có thể sống sót và đáp trả đối phương kể cả khi bị tấn công. Cụ thể, máy bay B-52 sử dụng đến 8 động cơ rất mạnh và có thể bay về căn cứ ngay khi chỉ còn 3 đến 4 động cơ. Ngoài ra, thân máy bay rất lớn nên có thể chịu đựng tốt kể cả khi 3 đến 4 quả tên lửa R-60 của MiG-21 tấn công. Trong khi MiG-21 trang bị tên lửa chính là R-60 với đầu nổ phân mảnh chỉ 3kg, có thể dễ dàng bắn rơi chiếc máy bay hộ tống F-4 Phantom, nhưng lại khó lòng bắn cháy hoặc làm rơi máy bay cỡ lớn như máy bay B-52. Máy bay B-52 mỗi khi xuất kích chiến đấu
còn thường được nhiều máy bay khác bay cùng đầy yểm trợ như F-4, F-100, F-111. Chưa kể hệ thống làm nhiễu sóng radar của các máy bay này rất tốt, gây nhiễu dày đặc nên đối phương rất khó phát hiện ra B-52 để triển khai tấn công. Bên cạnh đó, Mỹ còn huy động 1/3 số tàu sân bay, 6 trên tổng số 17 chiếc, cùng nhiều tàu chỉ huy, dẫn đường, tàu khu trục, tàu tuần dương, tàu radar, tàu bảo vệ, tàu cấp cứu, làm đa nhiệm vụ chức năng, đặc biệt là bắt tín hiệu của các tiêm kích không quân MiG-21 của đối thủ khi chúng cất cánh, liên lạc với sở chỉ huy. Nói chung, chiến dịch Lightbreaker 2 là một chiến không cân xứng, ưu thế về công nghệ cách nhau quá xa. Số lượng quân nhân và vũ khí tham chiến cũng cách nhau một trời một vực. Chính điều đó càng khiến Mỹ tin rằng Việt Nam sẽ sớm ngồi xuống bàn đàm phán để ký vào bản hiệp định có lợi cho Mỹ. Thế nhưng, thực tế chiến trường đã diễn ra theo cách hoàn toàn ngược lại. Các máy bay B-52 đã sử dụng vị trí cũ, họ cất cánh từ căn cứ tại đảo Guam trên Thái Bình Dương và các sân bay trên lãnh thổ Thái Lan. Do đó, các tin điện của Hải quân Mỹ trong vùng đã được Hải quân Xô Viết đón tắt, xác định và thông báo cho phía Việt Nam để có kế hoạch chuẩn bị. Đêm 18 tháng 12 năm 1972, 19 giờ 10 phút, đại đội Zara 16 phát hiện nhiễu B-52. 19 giờ 15 phút, trung đoàn 291 phát hiện B-52 và báo cáo B-52 đang vào miền Bắc. 19 giờ 25 phút, không quân Việt Nam được lệnh cất cánh đón đánh các tốp máy bay chiến thuật của địch. Lực lượng không quân được Bộ Tư lệnh Chiến dịch xác định hai nhiệm vụ chủ yếu là đánh từ xa, uy hiếp và tiêu diệt B-52 trước khi chúng vào mục tiêu. Nhiệm vụ này diễn ra chủ yếu vào ban đêm. Còn ban ngày, không quân sẽ phải hoạt động để đánh tất cả các loại máy bay như F-4, F-100, F-111 nhằm bảo vệ hệ thống tên lửa của lực lượng phòng không dưới mặt đất. Đến đêm 27 tháng 12 năm 1972, đêm thứ 10 chiến dịch, sau nhiều lần xuất kích và quần thảo đủ loại máy bay Mỹ, chiếc MiG-21 đầu tiên đã lập công lớn khi bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên. Chiếc tiêm kích là biến thể MiG-21MF do phi công Phạm Tuân điều khiển. Chiến sĩ người cầm lái chiếc MiG-21 huyền thoại Phạm Tuân kể rằng, những đêm đầu do B-52 bắt tín hiệu rất tốt nên mỗi lần không quân của ta xuất kích tại các sân bay, chúng đều nắm được. Ngoài ra hệ thống làm nhiễu của chúng rất tốt nên không quân của ta chưa thể bắn rơi được B-52. Dù các máy bay của ta xuất kích tại các sân bay gần Hà Nội được bảo vệ tốt, nhưng mỗi lần xuất kích đều phát hiện được. Do đó, sau khi bàn bạc, chúng ta đã quyết định đưa máy bay ra các sân bay ở bên ngoài như ở Yên Bái, Thọ Xuân, Mộc Châu, Cẩm Thủy, đồng thời cũng dùng các trạm radar ở bên ngoài để dẫn đường cho máy bay của ta bay lên chiến đấu với B-52. Khi xuất kích từ các sân bay bên ngoài, phi công sẽ chủ động được tốc độ, độ cao để khi phát hiện B-52 có thể tiếp cận nhanh nhất, và cuối cùng không dùng radar nữa mà dùng bắn bằng mắt thường để bắt bám nó. Lúc này, tấn công được B-52 hay không là dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm người lái. Qua kinh nghiệm bay lên ban đêm cho thấy B-52 còn bật đèn khi bay đêm. Nếu dùng radar nhiễu sẽ không đánh được và nó sẽ tắt đèn chạy mất. Khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 12 năm 1972, phi công Phạm Tuân điều khiển máy bay tiêm kích MiG-21 hạ cánh xuống sân bay Yên Bái. Đêm 27 tháng 12, Mỹ không đánh phá sân bay Yên Bái. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, phi công Phạm Tuân được lệnh xuất kích từ sân bay này. Khi bay qua tầng mây, ông đã nhìn thấy rất nhiều máy bay yểm trợ cho B-52 là F-4 nhưng không được đánh và phải bay vòng qua để tìm B-52. F-4 lúc đó cũng không phát hiện ra MiG-21. Một lúc sau, MiG-21 nhận được thông báo từ dưới mặt đất là B-52 đang cách 200 km, rồi khoảng cách tiếp tục được thu hẹp vì bay đối đầu nhau. MiG-21 lúc đó mỗi 1 phút bay được 30-40 km. Khi ở độ cao khoảng 8 km, phi công Phạm Tuân xin được ném thùng dầu phụ để cho máy bay nhẹ hơn. Vì thùng dầu phụ nặng, lực cản lớn, mà bay vượt tiếng động có thùng dầu phụ rất khó. Vừa ném thùng dầu phụ xong, phi công Phạm Tuân kéo cho máy bay lên ở độ cao khoảng 9 km. Lúc này, tốc độ đạt trên 1000 km/h và bắt đầu vòng vào khu vực có B-52, thì nhìn thấy một dãy đèn B-52 ở phía trước. Hôm đó, liên lạc với mặt đất rất tốt, nghe rõ. Khi chỉ còn cách B-52 chừng 3 km, tôi nhận được lệnh bắn, nhưng tôi vẫn bảo chờ. Sau đó tôi tiếp tục căn chỉnh, đến lúc vào gần rồi, sở chỉ huy ở dưới sốt ruột, sợ tôi ham quá, đâm vào máy bay địch nên lệnh cho tôi bắn thoát ly ngay bên trái. Lúc đó tôi ngắm và bóp cò 2 quả tên lửa và đồng thời kéo máy bay lên lật ngược trở lại thì đã thấy B-52 của địch nổ tung.
Đấy là trận đầu tiên không quân bắn rơi B-52. Chúng tôi vui lắm vì không quân đã hoàn thành nhiệm vụ. Phi công Phạm Tuân kể chi tiết. Do B-52 trang bị nhiều mồi nhiệt làm nhiễu đầu dò tên lửa nên ông đã cố gắng áp sát B-52 ở cự ly 2-3 km rồi mới phóng tên lửa. Dù tầm bắn của tên lửa là 8 km, ở cự ly này tên lửa chỉ mất từ 2-3 giây để tới mục tiêu nên chiếc B-52 sẽ không kịp thả mồi nhiễu. Rút kinh nghiệm từ vụ của Vũ Đình Dạng, chỉ phóng một quả tên lửa thì không đủ để hạ tại chỗ B-52 nên ông đã phóng liền cả hai tên lửa vào mục tiêu, không giữ lại tên lửa dự phòng. Sau khi bắn, Phạm Tuân giảm tốc, kéo máy bay lên cao và lật ngửa để thoát ly thì nhìn thấy chiếc B-52 nổ. Sau đó, máy bay lao vượt qua phía trên điểm nổ. Tuy nhiên, do động tác cơ động thoát ly cấp tốc này, nên máy ảnh phía mũi chiếc MiG-21 đã không thể chụp lại khoảnh khắc đó làm tư liệu. Thời điểm trước khi tiếp cận B-52, tức là khi bay lên trời rồi, thì phi công phải nhanh chóng đi vào điều kiện thuận lợi. Chúng ta phải phán đoán F-4 thường chặn chúng ta ở đâu, tầm cao nào để chúng ta tránh. Nếu F-4 bay ở độ cao 3 km thì chúng ta phải bay cao hơn, tốc độ hơn. Tất cả những kinh nghiệm đó để xây dựng thành phương án bay để tránh F-4. Lên thấy F-4 nhiều lắm, bên phải có, bên trái có, bên dưới có lệnh là vượt qua mà đi. Vậy vượt qua bằng cách nào? Ở đây là bản lĩnh của phi công, phải phán đoán được tình huống như thế nào. Trận đánh B-52 của tôi rất nhanh, tiếp cận B-52 chưa đầy 1 phút. Khi tiếp cận đằng sau B-52 với tốc độ rất cao, 1.500 km/h, so với tốc độ của B-52 là 900 km/h, nên đã vượt qua tất cả. Vượt qua phải bao gồm tất cả nỗ lực từ tổ chức chỉ huy, sân bay cất cánh, dẫn đường. Để có được điều kiện tốt nhất, hiệp đồng với binh chủng tên lửa phải chặt. Khi tên lửa bắn lên F-4 phải giật ra tránh. Chúng tôi tranh thủ để vượt qua, rồi lựa chọn hướng và tiếp cận B-52 như thế nào. Tất cả tạo nên điều kiện thuận lợi nhất đánh B-52. Tôi bắn B-52 xong rồi mà F-4 vẫn ở đằng sau nhưng không làm gì được. Ngày hôm sau, đêm 28 tháng 12 năm 1972, thêm một chiếc B-52 nữa bị rơi trên bầu trời Hà Nội. Chiến công này thuộc về phi công Vũ Xuân Thiều, thượng úy quân đội nhân dân Việt Nam. Theo tin tình báo, đêm 28 tháng 12, lúc 21:30 đến 23:50 sẽ có 50 lần chiếc Boeing B-52 vào đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. Bộ Tư lệnh Không quân yêu cầu tất cả các sở chỉ huy và các đơn vị trực chiến phải theo dõi chặt chẽ và sẵn sàng cất cánh chiến đấu. Vào thời điểm đó, phi công Vũ Xuân Thiều trực ban chiến đấu tại sân bay Cẩm Thủy. Phi công Đinh Tôn trực ban chiến đấu ở sân bay Nội Bài đã sẵn sàng. Đêm ngày 28 tháng 12 năm 1972, lúc 21:41, Vũ Xuân Thiều được lệnh cất cánh từ sân bay dã chiến Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Lúc 21:52, nhận được lệnh vòng phải bay hướng 360 độ, thông báo mục tiêu phía trước 50 độ, cự ly 15 km. Nhưng do nhiễu quá nặng, Vũ Xuân Thiều vẫn chưa phát hiện được mục tiêu. Lúc này, tại sở chỉ huy, sĩ quan dẫn đường trên hiện sóng radar Trần Xuân Mão, bằng kinh nghiệm của mình đã phát hiện chấm trắng đục giữa nền nhiễu. Anh khẳng định đó là B-52. Chúng đã đổi hướng, bay ngược lên Sơn La rồi mới vòng xuống đánh phá Hà Nội. Sở chỉ huy lập tức lệnh Thiều vòng phải gấp, bay hướng 90 độ, qua Sầm Nưa, lên hướng Bắc đuổi theo tốp B-52 đang bay về hướng Na Sản, Sơn La. Lúc 21:58, khi đến Sơn La, Vũ Xuân Thiều phát hiện mục tiêu, anh lập tức báo cáo và tăng tốc độ bám sát. Trong bầu trời tối đen, radar lại bị nhiễu rất nặng nên rất khó phán đoán cự ly. Thiều phán đoán cự ly bằng mắt, theo tín hiệu đèn hàng hành của B-52. Lúc này, tại sở chỉ huy tiền phương, Phó Tư lệnh Trần Mạnh nhắc 046 bật công tắc bắn cả loạt, kiên quyết tiêu diệt địch. Phi công Vũ Xuân Thiều trả lời 046 nghe rõ. Ông đã phóng cả hai quả tên lửa nhưng vẫn chưa hạ được nó. Lúc này, sợ bỏ lỡ thời cơ, ông đã tăng tốc đâm thẳng vào chiếc B-52 còn mang đầy bom chưa ném. Đây là chiếc B-52 thứ hai đã bị hạ bởi Không quân Nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, người được cử lên địa điểm nơi phi công Vũ Xuân Thiều hạ B-52 vào đêm 28 tháng 12 năm 1972 đã kể lại rằng: ngay tối 28 tháng 12 năm 1972, lúc khoảng 12 giờ đêm, tôi nhận được điện từ sở chỉ huy giao dẫn đầu đoàn cán bộ lên địa điểm nơi phi công Vũ Xuân Thiều bắn rơi B-52 tại Sơn La để nắm và xác minh tình hình. Khi đến nơi, tôi có gặp các chiến sĩ bộ binh đóng quân tại khu vực. Mọi người đều nói tối hôm qua thấy hai bó lửa rất to bùng cháy và rơi xuống. Đứng trên đồi, chúng tôi nhìn thấy xác B-52 cháy xém một phía. Phía bên kia của đồi là xác chiếc MiG màu ánh bạc. Chúng tôi còn nhặt được hai mảnh xác máy bay MiG và B-52 găm vào nhau. Đó là dấu hiệu cho thấy máy bay của Thiều đã lao vào chiếc B-52. Tôi lập tức điện
về báo cáo tình hình cho Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng Phòng không Không quân. Chúng tôi đã đến hiện trường, sờ được xác máy bay B-52. Chính xác, Vũ Xuân Thiều đã bắn rơi ở cự ly gần và lao vào chiếc B-52. Tôi sẽ mang hai mảnh xác máy bay găm vào nhau về báo cáo. Với kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu và chỉ huy chiến đấu, tôi linh cảm rằng trong giây phút cuối cùng, Vũ Xuân Thiều đã quyết tử để quyết tâm tiêu diệt B-52. Như vậy, chỉ trong vòng 2 đêm, đã có 2 siêu pháo đài bay B-52 bị bắn hạ bởi lực lượng không quân. Con số này không nhiều nhưng cũng đã đủ để khiến Mỹ nhận về những thiệt hại vô cùng lớn. Bởi so với những tiêm kích MiG-21 chỉ 2 triệu đô la Mỹ một chiếc, thì mỗi một siêu pháo đài bay B-52 có mức giá dao động từ 9,28 đến 14,43 triệu đô la Mỹ một chiếc. Chưa kể thành tích của MiG-21 trên chiến trường Việt Nam đã giúp cho Liên Xô, một đối trọng của Mỹ, trở thành ông trùm trong làng buôn vũ khí. Trong suốt thời gian tham chiến tại Việt Nam, tiêm kích MiG-21 được điều khiển bởi các phi công Việt Nam được tuyên bố đã bắn hạ 165 máy bay các loại của Mỹ, trong khi phía Mỹ tuyên bố chỉ có 96 chiếc MiG-21 bị máy bay Mỹ bắn rơi. Tài liệu của Việt Nam xác nhận là đã có 65 chiếc MiG-21 bị rơi, trong đó có một vài chiếc bị rơi do trục trặc hoặc do hỏa lực phòng không mặt đất bắn nhầm. 16 phi công MiG-21 đã thiệt mạng. Tỷ lệ phi công thương vong của MiG-21 là thấp nhất trong số các loại máy bay chiến đấu của Việt Nam trong cuộc chiến. Trong số những chiếc MiG-21 bị rơi, có 6 chiếc bị rơi do bị hỏa lực phòng không đồng đội bắn nhầm. Thất bại của B-52 cũng khiến cho tinh thần quân nhân Mỹ hoang mang. Một số phi công B-52 trong chiến dịch đã ra sức chống lại lệnh bay. Họ phản đối tham chiến nếu Bộ Chỉ huy Mỹ không thay đổi chiến thuật mà họ cho là rất ngu ngốc. Trong đó có đại úy Michael Heck ở căn cứ Anderson đã trả lại bản kế hoạch ngay tại cuộc giao bàn và từ chối thực thi nhiệm vụ. Một số phi công đã đòi gặp các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ để khiếu nại. Những người này lập tức bị bắt và đưa về Mỹ. Vài người bị đưa ra xét xử tại tòa án quân sự của Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược Hoa Kỳ. Thành tích bắn hạ B-52 còn khiến cho Việt Nam có tiếng nói hơn trên bàn đàm phán. Bởi với 3 trường hợp MiG-21 tấn công và bắn hạ được pháo đài bay B-52, một chiếc vào năm 1971 và 2 chiếc đang bay quanh Hà Nội trong chiến dịch Linebacker 2 ném bom giải thảm miền Bắc Việt Nam, đã khiến quân đội Việt Nam trở thành lực lượng không quân duy nhất trên thế giới tấn công trực tiếp được máy bay ném bom chiến lược của Mỹ kể từ sau Thế chiến thứ 2 cho tới nay. Nó tạo nên sức ép vô cùng lớn với Mỹ trên bàn đàm phán. Chưa kể, bên cạnh thiệt hại về B-52, những trận đụng độ trong năm 1972 còn khiến nhiều máy bay khác của Mỹ tổn thất. Năm 1972, các máy bay của Mỹ và Việt Nam đã có tổng cộng 201 trận không chiến. Trong đó, phía Việt Nam mất 54 máy bay, gồm 36 chiếc MiG-21, 1 MiG-21US và Mỹ mất 90 máy bay. Trong đó, có 73 tiêm kích F-4 và 20 máy bay trinh sát RF-4C. Xét về tỷ lệ, Mỹ vẫn chịu nhiều tổn thất hơn mặc dù có sở hữu công nghệ cao hơn. Riêng trong chiến dịch 12 ngày đêm đã có 81 máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi. Trong đó có 34 chiếc B-52, có 16 chiếc rơi tại chỗ, 5 chiếc F-111, có 2 chiếc rơi tại chỗ. Ngoài ra còn có 21 chiếc F-4 Phantom, 4 chiếc A-6, 12 chiếc A-7, 1 chiếc F-105D, 2 chiếc RA-5C, 1 chiếc trực thăng HH-53, 1 chiếc máy bay trinh sát không người lái 147SC. Trong số 34 B-52 bị bắn rơi, 23 chiếc là do lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội bắn rơi, 11 chiếc khác do lực lượng phòng không các tỉnh, thành phố khác bắn rơi. Lực lượng không quân Việt Nam đã xuất kích 31 phi vụ, trong đó có 27 phi vụ MiG-21 và 4 phi vụ MiG-17, tiến hành 8 trận không chiến, tuyên bố bắn rơi 2 chiếc B-52, 4 chiếc F-4 Phantom và 1 chiếc RA-5C. Tổn thất của Việt Nam là 3 chiếc MiG-21 bị bắn rơi. Theo đánh giá từ nhiều tờ báo uy tín của phương Tây, tin tức quân Bắc Việt đã lập nên thành tích kỷ lục trong việc bắn rơi máy bay Mỹ trên bầu trời miền Bắc, khiến dư luận nước Mỹ không khỏi xôn xao. Thế nhưng, dư luận thế giới sẽ còn được một phen kinh ngạc nữa khi ngoài phòng không, không quân thì đặc công Việt Nam sẽ là lực lượng tiếp theo hạ đo ván B-52, niềm tự hào của nước Mỹ. Chi tiết trận đánh sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón xem trong video tiếp theo.